Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và hôm qua thì mình đã có kiểu như cái gì đấy? What the heck? Bị vướng. Ây giời. Hôm qua thì mình đã có một cái màn kiểu như là test những cái huyết quỷ thuật của những cái tên ác quỷ trong thập nhị nguyệt quỷ. Thế nhưng mà mình chưa có biết cách để thay đổi những cái chiêu thức. Và hôm nay thì mình đã kiểu như học được cách thay đổi chiêu thức sau khi được các bạn chỉ thôi. Thế nên là bây giờ mình sẽ thao hóa thêm một tí nữa để trải nghiệm hết sức mạnh của một cái tên trong thập nhị nguyệt quỷ coi. Đầu tiên là mình cần phải có máu của Muzan trước cái đã. Mình ném thử thêm giọt đi. Ngày ném giọt vậy là cái rương của mình là ném được bao lâu ta? Ây dùi, ném hơi bị nhiều nha, ném 2-3 tháng liền vẫn dư sức ấy chứ. Rồi, và vũ khí của tên Thượng Huyền Nhị là cái quạt này. Bây giờ mình có thể thay đổi các chiêu thức rồi. Đó. Mình còn có thể tạo ra những cái bông hoa bằng băng nè. Nhưng mà bây giờ đang là ban ngày, thế nên là mặt trời đang thiêu rụi những cái huyết quy thuật mà mình tạo ra. Vậy là phải đợi tới trời tối rồi. Thôi thì trong lúc chờ đợi chắc mình sẽ về nhà để mình coi trong cái mớ áo giáp của... Ui, cái gì? Sao liền... Ôi, bây giờ mình lỡ ném áo của Muzan thì liên trụ bắt đầu đánh mình rồi. Rồi luôn, công tình mình dẫn liên trụ về xong giờ mình lỡ ném thử máu của Muzan. Mình chưa tha hóa đâu. Mà liên trụ đã đánh mình như vậy rồi. Buồn thiệt chứ. Rồi, và mình sẽ mặc đồ của tên Kagaku đi. Tại vì tên Kagaku bị tha hóa, thế nên là mình mặc đồ của hắn. Ơ mà không được. Hay là mặc đồ của cũ nhất ta. Đồ cũ nhất thì chỉ có 2 giáp thôi hả? Nhưng mà được cái nó đẹp. Làm liều không? Ok, làm liều luôn. Giờ mình cũng thuộc dạng thứ dữ mà sợ gì. À, hay là mặc đồ của tên Hantengu. Mình mang theo đi xíu, kiểu như đồ của Thượng Huyền Nhất mà yếu quá thì mình sẽ đổi đồ liền ha. Có nhiều sự lựa chọn. Ê, cái thanh niên này. Đi xuống. Dám ngồi trên thuyền của liến trụ hả? Mình mới được ngồi thôi, không có được ngồi trên thuyền của liến trụ của tôi đâu. Láo tét. Rồi, giờ thì lên đường thôi nào. Tranh thủ lúc trời còn sáng. Bữa nay á thì mình sẽ thử dùng chính sức mạnh của tên Thượng Huyền Nhị và đi tìm tên Muzan để tiêu diệt hắn coi. Để coi sức mạnh của một con quỷ đánh với một con quỷ sẽ như thế nào đây. Liệu rằng mình có thể chiến thắng hắn hay không? Câu trả lời sẽ sớm có thôi. Còn bây giờ thì... Ôi, mình tính đi ngang cái ngọn núi này để cho tiện đường, nhưng mà mấy cái thợ săn quỷ bắt đầu săn mình rồi. Ôi không, tôi còn lý trí mà, tôi chưa bị tha hóa đâu. Tại sao vậy? Tại sao những đồng đội cũ của mình lại không tin mình? Chết tiệt. Mình tạo ra cái bức tượng bằng băng luôn. Đó, tại đồng đội không tin mình nha. Phải tin tưởng nhau chứ. Từng là đồng đội kề vai sát cánh bên nhau mà bây giờ vậy đó. Bỏ vô bụng luôn. Cho chừa cái tội. Ê. Ôi thôi xong rồi, mình hình như mình đang bắt đầu bị tha hóa hay sao rồi. Ôi no. Ôi không được. Không được tiếp tục làm như vậy. Nhưng mà mình phải né những cái thợ săn quỷ ra, không thôi là bị đánh bầm dập đấy. Nhưng mà có vẻ trụ cột vẫn tin tưởng mình, nên là các trụ cột thì không đánh mình. Vậy cũng đỡ. Chứ mà mình đi tới đâu mà cũng bị các trụ cột săn lùng thì hơi mệt á. Đằng kia có mấy con ác quỷ kìa. Được quá ta. Mình sẽ tiếp tục test những cái huyết quy thuật của cái tên Thượng Huyền Nhị coi. Hắn có kỹ năng tạo ra cái bông hoa băng nè. Rồi kỹ năng... trưởng ra những cái cục băng nữa. Ồ, kỹ năng này có thể tấn công tầm xa cũng rất là tốt này. Ồ, được á, mình sẽ dùng kỹ năng này để cấu rỉa tầm xa. Rồi, kỹ năng này là... là mình sẽ chặt liên hoàn bằng cái quạt này. Một kỹ năng cận chiến cũng hay. Đâu, mình sẽ thử tiêu diệt con quỷ này coi. Ui, đánh xong kẻ địch bị đẩy lùi ghê lắm. Này thì dám quýnh thợ săn quỷ hả? Láo tét. Ui, nhưng mà có vẻ bây giờ toàn bộ thợ săn quỷ đều đã không tin tưởng mình rồi. Mình cũng thông cảm cho họ đi, họ đâu có hiểu được cái mục tiêu, mục đích của mình đâu. Thông cảm xíu. Rồi,
kỹ năng tiếp theo nữa là cái đám mây đóng băng. Kỹ năng này có thể cấu rỉa máu tầm trung được nè, và nó cũng gây được nhiều sát thương lắm. Để xem sức mạnh của Thượng Huyền Nhị khi đánh nhau với tên Akaza này sẽ trông như thế nào đây. Ôi dùi, nhưng mà hắn dồn combo ghê quá. Ai dùi, cái áo của Thượng Huyền Nhất có vẻ không đủ đồ trâu rồi. Mình sẽ tạo ra những cái hình nộm mới được. Mình sẽ tạo rất nhiều hình nộm luôn để hỗ trợ mình. Đó. Ui, nhưng mà hắn có thể tiêu diệt hình nộm của mình trong chốc lát nè. Ghê thiệt chứ. Kinh thiệt. Rồi, mình sẽ tạo tiếp những cái bông. Ý vui, hắn đánh mình kìa. Trời ơi, không thể tin được luôn á. Rồi, để coi ngươi có đánh được cái bức tượng mà ta tạo ra hay không. Bước vô đây. Ui trời, hắn trưởng mình bay dính nhách luôn. Ow. Quá trời quá đất rồi, Thượng Nguyên Tam này quá ghê luôn. Đánh Thượng Nguyên Nhị lên bờ xuống rượu. Ai vui. Có vẻ sức mạnh Thượng Nguyên Nhị muốn đánh giáp lá cạo với tên này là hơi đuối đó nha. Phong cách chiến đấu của hắn đúng khó chịu luôn á. Rồi, mình có nhiều cái bông lắm. Mình chỉ cần dụ hắn vô cái đám bông của mình là ok. Ừ, ngươi vô đi. Mình sẽ tiếp tục tạo ra bông. Mấy cái bông này đánh thường đau lắm. Mình sẽ dụ hắn vô cạm bẫy bông của mình. Rồi, và xác định đi, ngươi sắp bại trận với ta rồi. Mình đang dần chiếm ưu thế. Mạnh thì mạnh, nhưng mà đánh một hồi thì ngươi cũng phải ngẫm củ tỏi thôi, Akaza. Xác định nè. Trời ơi, hắn dính nguyên cái đám mây đóng băng của mình mà hắn không sao hết. Yes, thành công rồi. Sau một lúc giao lưu chiêu thức thì mình đã kết liễu cái tên Akaza này bằng huyết quỷ thuật, tạo ra những cái cục băng rơi xuống á. Nhưng mà hắn vẫn còn chống cự cơ. Này thì chống cự, bụng sẽ bự như cưng. Rồi, và các bạn cũng thấy rồi đó, tên Akaza này quá là kinh khủng luôn. Chắc mình phải test thử sức mạnh của hắn mới được. Bây giờ mình có thể thay đổi được những cái huyết quy thuật rồi mà. Hợp lý. Hay da, nhưng mà trận chiến vừa rồi gián tiếp làm quá trời thợ săn quỷ phải tử nạn ké rồi nè. Tội nghiệp thì chứ. Sự cố thôi. Ê. Cái gì vậy? Ê, mình đánh nhầm. Oh no. Mình phải giúp âm chủ. Trời ơi, âm chủ không biết bơi à. Lên bờ đi âm chủ. Ơ, âm chủ bị gì vậy? Oh no. Đi vô trong. Trời đất ơi, âm chủ không biết lội. Cái tướng lực lượng đẹp trai các thứ mà không biết lội thôi. Tội chưa. Ê, cái tên kia. Tại sao? Đâu rồi, cái tên Gyoko rồi. Ngươi dám đánh Zenitsu hả? Tới công chuyện ngươi rồi. Ủa, hắn rồi. Hắn tóc biến đi đâu rồi? À, ngươi dám đánh Zenitsu đúng không? Mày thì dám đánh Zenitsu nè. Mình giáp đá cạo với hắn luôn. Vô. Mình mới học được quyết quy thuật từ tên Akaza đấy. Tới công chuyện ngươi rồi. Mình có thêm âm trụ nữa. Âm trụ trợ giúp mình cơ. Đâu ta? Đây hắn đây. Tới công chuyện thôi. Này thì ha, Ryoko nè. Đâu rồi? Ồ, còn có Tanjiro hỗ trợ nữa cơ. Wow, quá nhiều thành viên cộng cán trong sát quỷ đội luôn. Qua đây trợ giúp nè. Này thì Ryoko xác định đi. Ê, nhưng mà cái khả năng dịch chuyển của hắn khá là lợi thế khi mà chiến đấu ở cái khu vực này luôn. Mình không thể đoán được hắn đi đâu mà đánh hết đó. Đâu rồi ta? Hắn cứ nấp như vậy. Ừ, đây. Hắn chỉ sang chế độ nhảy lung ta lung tung rồi kìa. Rén rồi chứ gì. Xác định đi. Ui, hắn đâu rồi? Trời ơi, hắn nhảy kìa. Wow, nhưng mà hắn đang bị các thành viên trong sát quỷ đội đánh cho bầm dập luôn rồi. Để coi mình có thể kết liễu được hắn hay không. Kết liễu chưa? Ê, sao mình đạt được cái thành tựu gì cơ?
Hình như hắn chết rồi á. Ồ chính xác rồi, hắn mất xác ở dưới rồi. Ui thế nhưng mà hiện tại đang có tên Akaza khác đang ở đây. Ui hình như hắn mới kết liễu. Ui hắn đánh Tanjiro mất xác luôn rồi. Tại sao vậy? Cái tên này, này thì Akaza, người dám đánh Tanjiro hả? Đâu rồi hắn đâu rồi? Ui mình tung trưởng phát hắn bay mất tiêu luôn rồi. Ờ hắn chuồn mất hay sao? À đây đây hắn đây hắn đây. Người dám đánh Tanjiro hả? Này thì dám đánh Tanjiro. Tới công chuyện ngươi rồi. Bước vô đây. Ngươi còn dám đánh những cái thợ săn quỷ vô tội nữa hả? Mình đã học được quyết quy thuật của hắn rồi. Mình sẽ đánh hắn bằng toàn bộ sức mạnh mà mình có trong ngày hôm nay. Vô. Ngươi biết đấm, tao không biết đấm hả? Tới công chuyện luôn. Nhưng mà hắn vẫn chiếm ưu thế nha. Đâu rồi? Đây đây hắn chạy qua đây. Mình cũng biết nhảy và dậm xuống đất chứ bộ. Ừ. Đọ lại skill này nè. Dậm xuống đất nè. Dặn chưa cưng. Tiếp tục. Tiếp tục là đòn dậm xuống đất. Mình bị hắn đánh cái đòn này nhiều lắm rồi, nên bây giờ mình phải dùng đòn này đánh hắn mới được. Tiếp theo nào. Liên quan đấm. Ui da. Trời, cái tên này khó nhằn thiệt cái chứ. Tới công chuyện thôi, kết thúc trận chiến này nào. Wow, ngươi dùng đòn mạnh nhất à? Được. Mình cũng sẽ dùng đòn mạnh nhất thôi. Đây, mình hồi chiêu rồi nè. Ui, nhưng mà mình không thể tấn công hắn bằng cái đòn này. Ê. Hắn bị mặt trời đốt rồi. Trời, mình còn chưa phân thắng bại với hắn nữa mà. Tiếc thiệt cái chứ. May cho ngươi là mặt trời đốt ngươi đó, chứ không đợi một xíu ấy. Mình mà có thời gian kiểu như mình làm quen với huyết quy thuật coi, là mình có thể đánh hắn và chiếm lại ưu thế ha. Nhưng mà phải công nhận là kỹ năng của bọn ác quỷ khó dùng thiệt cái chứ. Nhất là kỹ năng của tên Akaza này, vì hầu hết là nó yêu cầu mình phải cận chiến các thứ đồ á, rất là khó luôn. Ê, hình như mình mới dùng được thì phải đúng không? Ô, mình dùng được cái đòn mà hắn hay tấn công cực mạnh rồi nè. Wow. Cái đoạn. Ôi. Ôi nhưng mà mình lỡ. Lỡ sát hại các thành viên trong sát quỷ đoàn rồi. Ây, test kỹ năng như vậy thì không ổn. Hơi ẩu rồi đó. Vậy là mình không được rồi. Mình hình như mình đang có dấu hiệu bị tha hóa hay sao rồi. Hồi nãy giờ mình không biết là mình đã sát hại nhầm biết bao nhiêu thợ săn quỷ rồi. Ây ui. Thiện tay, no no no. Tôi chỉ vô ý thôi, không cố ý đâu. Ok. Ờ hé. Hình như mình chưa thử với người máy vô đi chi bằng cái sức mạnh của tên Akaza này. Để bây giờ mình vô mình đánh thử coi. Cái kỹ năng này mạnh chưa? Một phát một mất nửa cây máu của người máy vô đi chi rồi. Bảo sao lúc trước hắn đánh mình thế. Túi bụi là vậy. Đây lại nè. Ây da, hắn đánh mình lọt xuống nước cái không có dùng được kỹ năng luôn. Thốn chưa? Còn có một tẹo máu kìa, đấm một phát nữa là đi luôn nè. Mất xác liền. Ê, cái gì? À, trong đây có một tên ác quỷ nhưng mà mình chỉ cần đụng vô một phát thôi là xác định. Hắn mất tiêu rồi. Dù núp cỡ nào thì cái này nó vẫn có thể xuyên qua được nha. Nói chung thì sức mạnh của tên Akaza thì không có chê vào đâu được hết á. Lại cái nữa nè. Ôi, nhưng mà lâu lâu mình sẽ dùng không được là sao ta? Hay là mình phải nhắm trúng cái địch nhờ? Ủa, kỹ năng này lúc được lúc không á, khó hiểu ghê. Đầu lại coi. Không được luôn. Lạ thiệt. Còn đây là phong cách chiến đấu Hip Hop Never Die. Wow. Công nhận cái tên Akaza này có phong cách chiến đấu thích ghê ha. Nè nè nè, mình Hip Hop Never Die, mình đấm xuống dưới đất nè. Cái này vừa đánh mà vừa nhảy Hip Hop nữa thì tuyệt vời còn gì bằng. Nhưng mà hơi hơi khó nhắm vô cái địch nha. Lại cái nào. Đấy.
Chỉ cần thuần phục thôi thì kỹ năng này có thể nói là dồn đau mà bị ghê luôn á. Nãy giờ trên cái đường đi test huyết quỷ thuật của mình á, thì mình đã vô tình kiểu như gặp được rất là nhiều những cái thợ săn quỷ đã hy sinh nè. Thế nên là bây giờ mình sẽ về nhà để cho những cái thợ săn quỷ này có thể hồi sinh lại cái đó. Rồi, và như vậy thì nhà mình lại có thêm... Ôi! Ây! Đánh mình hả? Oh, oh my god. Tính ra mình mới cứu thanh niên đó luôn. Ê ê, mình mình biết rồi, mình không được động đại, mình chỉ cần động đại khác là bị đánh liền. Trời ơi, mình phải đứng yên như vậy á. Ê, sức chịu đựng con người có giới thiệu nha. Mình có huyết quy thuật cực mạnh, tự tin thượng huyền tam Akaza đó. Đừng để mình nóng. Dù sao mình lỡ cứu thì cứu cho chót luôn. Mình sẽ không có chống cự đâu. Mà trong lúc này mình sẽ làm một cái thuyền để cho cái người này có thể ngồi trên thuyền. Rồi, ok. Ơi, ngồi trên thuyền mà vẫn dí theo để đánh mình cho bằng được. Có cơ, láo chưa? Thánh thằng à. Thôi, mình rộng lượng, rồi mình rộng lòng bỏ qua đi. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi shopping một xíu. Hôm qua mình có cày được rất là nhiều những cái Scarlet Orc phiên bản hiếm nè. Mình sẽ dùng 38 cái Scarlet Orc hiếm này để mình đi mua kiếm từ cái người luyện kiếm. Người thợ rèn, đâu rồi, người thợ rèn. Ôi dồi, sao? Ôi ôi, các trụ cột đánh mình. Ôi không. Rồi luôn, mình không mua kiếm trong đó được rồi. Giờ mình lỡ thao hóa có một xíu thôi à, một tẹo thôi mà ai cũng xa lánh mình hết. Đó, tác hại của việc nếm thử máu của tên Muzan là vậy đó. Đồng đội xa lánh, trụ cột xa lánh. Mình cứu người ta cũng xa lánh mình luôn. Buồn của Lộc rồi. Tại các trụ cột xa lánh mình chứ không phải là tại mình muốn đâu nha. Hãy đợi đấy. À mà quên, cái đó nhà của mình mà ta tự nhiên mình bỏ đi ta. À mà ok, không sao, giờ mình đi tìm người rèn kiếm khác cũng được. Khi nào mình hoàn thành xong cái sứ mệnh của mình thì mình sẽ trở về nhà sao. Chắc tạm thời mình phải đi tới một nơi xa để sống ẩn mới được á. Ha, à, mà hình như hồi nãy mình chưa test huyết quy thuật của cái tên Gyoko thì phải. Hôm qua thì mình chỉ mới test được cái phép triệu hồi ra đệ thôi. Mà tên Gyoko này có nhiều phép lắm. Phép thứ hai của hắn là mình sẽ tạo ra những con cá, và con cá này sẽ bắn những cái mũi kim độc rất là mạnh luôn. Nè, mình sẽ test thử nè. Bắn mấy tên chiến binh gà nào. Đó, dính độc liền. Ghê lắm. Tuy nhiên thì ban ngày thì cái huyết quy thuật này nó hơi yếu, vì bị mặt trời thiêu rụi rồi. Tiếp theo. À, huyết quy thuật tiếp theo là mình tạo ra cái lọ, và mình có thể nhốt cái địch ở trong này và không động đậy được luôn. Wow, ghê chưa? Mấy tên này chỉ cần nhúc nhích phát coi là bị nhốt vô cái lọ liền. Mình nhốt nhiều tên trong đó cũng được luôn nha. Quá là ghê gớm. Rồi, phép cuối cùng hay sao nè? À, phép cuối cùng là phép cơn mưa cá. Những con cá này sẽ dồn đam vô mục tiêu ấy. Ôi, lúc trước mình hay bị tên Gyoko đó đánh bằng skill này lắm. Trời trời trời, con này nó né được luôn à. Wow, con này lá lụa vậy. Lần này thì né hổ. Ui, nó không thèm né luôn chứ. Thiệt tên. Rồi, và tuyệt chiêu tiếp theo. Bàn tay cá hả? God hand. Sao ở trên cái hiệu ứng nó để cái bàn tay giống bàn tay cá vậy? Đâu, để mình test thử coi. God hand là mình đánh vô mục tiêu. Hay là sao ta? À, tuyệt chiêu này thì mình có thể tạo ra cá được. Wow. Skill này ảo vậy. Mình có thể tự tạo ra cá được luôn nè. Nhưng mà cái tên người máy này nó dí theo mình ghê quá. Thôi được, để mình trở lại với huyết quy thuật của tên Akaza cực mạnh. Mình sẽ cho nó biết mùi. Banh xác chưa? Ô, chưa banh xác nữa. Tên người máy Yogichi vẫn còn ngoài kia kìa. Thôi kệ hắn đi. Ồ, mà hồi nãy như mình mới đi ngang thượng huyền nhất thì phải.
đúng không ta? Hồi nãy mình mới thấy Thượng Huyền Nhất ở đâu đó. Ôi nhưng mà Thượng Huyền Nhất biến mất rồi. Trời, chưa kịp thử sức nữa. Để coi coi Thượng Huyền ta mà đánh với Thượng Huyền Nhất thì sẽ như thế nào. Mình có ăn hành dữ lắm không hay là bán hành ngược lại luôn? Ở đây có Rengoku. Ôi không, cái tên này, cái tên ác quỷ. Ôi tên ác quỷ kia đang đánh Rengoku kìa. Tên Kaiaku. Đâu rồi, hắn đâu rồi? Rồi hắn chết à. Này thì tên Kaiaku. Ê cái gì? Ôi, Viêm Trụ cũng đánh mình luôn à. Ai, tại sao Viêm Trụ ở nhà cũng đánh mình mà Viêm Trụ ở ngoài này cũng đánh mình? À, thôi được, mình phải chống cự lại thôi. Mình không thể đứng yên chịu trận như vậy. Tại Viêm Trụ đánh mình chứ bộ. Đừng trách tại sao mình lại tấn công lại nha Viêm Trụ. Sức mạnh của mình cũng ghê lắm. U, ăn nguyên đòn cọp lửa luôn. Ngoài Viêm Trụ ra thì còn có Hà Trụ dí theo mình nữa. Một mình phải cân hai trụ cột một lượt. Mình phải sử dụng kỹ năng mạnh nhất để đẩy lùi ra thôi. Ui, rồi Rengoku đã rất là yếu rồi. Thôi mình nghĩ là kết thúc trận chiến này thôi. À, hai trụ cột dí lại đánh mình một lượt. Kết thúc nào. Ôi, vẫn chưa à. Viêm Trụ vẫn còn chiến đấu được. Kết thúc thôi. À, tiếp theo là Hà Trụ. Kết thúc luôn Hà Trụ nào. Ai, này thì Hà Trụ nè, dám quánh hội đồng mình hả? Người ta nói là người ta chưa bị tha hóa mà đánh người ta gì đó. Đâu rồi? Tại ép mình vô đường cùng thôi. Tiếp tục. Ui, Hà Trụ quẩy ghê quá. Mình sợ nhất là cái khả năng tạo ra sương mù của Hà Trụ đấy. Yes, xong rồi. Ờ, trận chiến mình không muốn tí nào. Tại đánh mình quá, mình dồn mình vô đường cùng mà. Ê, và hồi nãy mình đánh anh Rengoku thì còn rơi ra cái ủng của anh ta nè. Wow, mình nhặt được cái ủng của Rengoku. Uầy, đẹp thiệt. Rồi thêm áo của Hà Trụ nữa. Ồ, mình đã mặc áo của Hà Trụ nè, thêm cái quần của Hà Trụ nữa. Hiện tại mình đang mặc set đồ của Hà Trụ luôn á. Nhưng mà có vẻ không đẹp bằng cái áo của Tanjiro cho lắm, nên là mình sẽ mặc áo Tanjiro tiếp đi. Mấy món này mình sẽ mang về sưu tầm. Ây, và vừa rồi là sức mạnh của hai trụ cột khi mà đánh nhau với một tên ác quỷ. Nói chung thì dù sao khi mà sở hữu sức mạnh huyết quỷ thuật á, thì mình cũng có một cái lợi thế là cái khả năng hồi phục mình cũng tương đối tốt. Thế nhưng mà chỉ cần bất cẩn thôi là mình có thể bị các trụ cột đánh bay cái đầu liền đó nha. Không có đùa được đâu. À, đằng kia có tên Kaiaku kìa. Thôi được, mình chấp hắn xài kiếm luôn. Mình không cần xài kiếm đâu. Mình xài tay thôi mình cũng quánh hắn được nữa. Bữa nay mình hơi bị chiến. BK nào, tên Kaiaku bước vô đây. Mình sẽ cho hắn biết như thế nào là Hip Hop Never Die của mình. Ôi, hắn gây độc mình. Người dám gây độc hả? Lụm cục kẹo nha cưng. Hip Hop Never Die và mình chậm cây chuối và tôm một cú đấm cực mạnh liền. Ồ, đằng kia có chú quạ mới đáp xuống. Ồ, phải quạ của mình không vậy? Khoan, phải quạ của mình không? À quên, mình làm gì còn quạ. Quên nữa. Ừ, mà quên. Mà thanh kiếm của Kaiaku bây giờ mình đã có huyết quy thuật rồi. Để mình dùng thử coi. Coi nó có mạnh hơn không? Ừ hé, quên nữa. Ôi, hình như mạnh hơn hay sao á. Ở đây có xà trụ nè. Mình thử mình đánh nhau với xà trụ thử xem. Ồ, xà trụ đang dính độc. Ui, xà trụ xài hơi thở của rắn ghê thiệt. Kiếm pháp này mình vẫn không đấu lại. Ây, mặc dù mình lướt rất là nhanh đấy, nhưng mà xà trụ vẫn có thể lạng lách và né được. Rồi, xà trụ bật cái red sword lên rồi. Ghê thiệt.
Ý. Hơi thở của cô rắn mạnh quá. Yes, thành công rồi. Và xà trụ còn rơi ra cho mình một cái vòng rắn nè. Ê, wow, chú rắn xoay quanh cổ của xà trụ bây giờ mình đã sở hữu rồi. Vậy là khi biến thành ác quỷ thì mình có thể đánh nhau với các trụ cột và có thể rơi ra những cái món đồ đặc trưng của từng trụ cột. Giờ mình mới để ý á nha. Được quá ca. Ê, mình sẽ thử đánh cái tên Muzan kia coi hắn có rơi ra xúc tu không. Nhưng mà đánh nhau với hắn mà dùng sức mạnh của Akasa thì hơi căng á nha. Nhưng mà mình sẽ thử. Vô nào, tới công chuyện nào. Chú quỷ chứ gì. Mình sẽ dùng cách chiến đấu là vừa đánh vừa chạy để tối ưu cái lượng sát thương và tránh bị hắn dồn combo tới chết ha. Đấy, mình đánh vài cái xong mình chuồn liền. Chú quỷ thì cũng phải bó tay với cái khả năng này thôi. Mình tin là như vậy. Đó, cấu rỉa liền. Yếu thì dùng thế chứ. Úi dồi. Ê, Raya. Trời ơi, Raya có chân. Mình sẽ yểm trợ Raya. Hay lắm. Wow. À, mình biết rồi. Thì ra là hắn bị mặt trời đốt. Trời ơi, mình tưởng đâu tự nhiên nay Raya mạnh vậy. Làm mình mừng hụt mà. Trời ơi, tưởng đâu Raya mới vào vô đánh vài hit hạ được chú quỷ chứ. Ok, và Raya thì... Ủa mà không được, từ, cẩn thận. Nhiều khi mình đứng gần cái Raya ăn thịt mình luôn á. Raya cũng không phải là thợ săn quỷ bình thường đâu. Cẩn thận. Ok. Ê, đây là ai vậy? Ui sao mặc đồ này giống nấp vậy? Nhưng mà không, nấp gì mà trâu vậy? Nấp này có số lượng máu gần bằng chú quỷ Muzan. 800 máu. Thua 100 máu so với chú quỷ thôi. Trời ơi, núp phiên bản revive hay sao vậy? Thôi được, máu trâu như vậy phải đỏ sức thôi. Trời ơi, mình quýnh cái núp văng 800m ngoài này. Này thì núp hả? Quýnh núp luôn. Kết liễu nào. Ồ, nhưng mà có vẻ núp không mạnh cho lắm. Quánh mình không có xi nhê chân á. À, đúng là núp có khác. Nhìn cái gân súng là biết luôn á. Thôi, kết liễu nào, không cho núp có cơ hội chiến đấu lâu đâu. Kết thúc trận chiến. Hư. Và núp rơi ra cho mình một trái táo vàng cường hóa xịn sò. Wow. Để mình nhặt vô thử coi. Ngoài ra thì còn được cái con mắt gì nữa. Con mắt này mình có thể dùng làm gì không? Ừ, nó không có công thức liên quan. Không biết cái con mắt này dùng để làm gì ha. Tò mò thiệt á. Rồi còn trái táo thì chắc chắn rồi. Mình sẽ để dành. Vào một dịp nào đó mình đánh nhau với chú quỷ mà mình đang yếu thế mình sẽ dùng liền. Ê, nhưng mà núp cũng rơi ra cho mình cái ba sách phát gì nè. Cái này thì mình có thể làm được giáp nha. Giáp cũng rất là nhiều nè. Tốt, cái loại khoáng sản này tốt nè. Được, bỏ túi luôn. Ồ, mình lại gặp tên Muzan thêm một lần nữa rồi. Hắn đâu? Nữa, lại gặp Raya nữa. Hắn đâu ta? Để mình tìm hắn, mình đánh một phát coi. Đâu rồi nhờ? Ui, hắn đang bị mặt trời thiêu rụi kìa. Rồi, hắn bị mặt trời đốt rồi. Ice. Hai lần rồi, chưa kịp đánh nhau với hắn một cách tử tế hết. Không biết là sức mạnh... Ôi, cái gì đây? Cái gì vậy phong trụ? Ôi phong trụ căng vậy. Được, mình sẽ đánh nhau với phong trụ một chập. Phong trụ là cái gài hay gai dẻ lắm nha. Tới công chuyện á, mình hơi bị nóng tính á. Quất luôn, đụng là trụng ơi. Ôi phong trụ nhảy lên nè. Phong trụ nhảy thì mình cũng sắp nhảy rồi đó. Mình chửi một phát phong trụ bay đi đâu luôn ơi. À đây phong trụ nhảy tiếp nè. Wow, căng vậy. Bật chế độ siêu đấm bóp lên. Mình đấm phong trụ phát nào nè. Đánh thường thôi. Ê, nhưng mà sao mình bị... Ê, sao mình bị chón vậy? Ô, mình xài huyết quy thuật nhiều quá, mình bị chón hay sao á?
hay là mình thiếu máu ta? Nhiều khi mình dùng huyết quy thuật mà mình không có bổ sung thêm máu của Muzan là mình cũng bị yếu đấy. Ai bảo sao mình đánh với phong trụ nãy giờ chưa xong trận chiến đây. Trời ơi, mình trưởng phong trụ không xin nhê luôn mà. Mình yếu lắm rồi. Ui, mà ít ra cũng đẩy lùi phong trụ ra được nha. Thôi, kết thúc trận chiến này thôi. Ôi, phong trụ né được. Lần này thì sao? Phong trụ chiến đấu đúng vai luôn. Trời ơi, mình nổ vậy mà không sao hết. Đòn quyết định á. Thành công hay không? Ôi, phong trụ đúng kiểu né đòn đỉnh thiệt chứ. Lúc mà mình chuẩn bị ra đòn là toàn né thôi. Ui, lần này thì chặn được cả đòn đánh luôn. Thôi xong rồi. Mình đang bị thất thế. Quá tiếc, bây giờ mình... Ôi, bây giờ mình đi bằng đầu luôn rồi. Trời đất ơi. À đây, bình thường là. Trời ơi, không ổn thế nào. Kết thúc thôi. Vẫn chưa được. Ui, phải mất rất là nhiều công sức thì mình mới có thể đánh bại được phong trụ. Ây, căng nha. Hình như là mình bị thiếu máu hay sao á. Nó cứ yếu yếu kiểu gì ấy. Chắc là tác dụng phụ của việc dùng máu Muzan rồi. Mình phải liên tục nạp vào máu của hắn thì mình mới có thể mạnh lên được. Hoặc là mình phải tao hóa, là ăn những cái thợ săn quỷ này. Ôi mà mình không ăn đâu. Mình phải kiềm chế mới được. No. Mình mà ăn là mình sẽ bị tao hóa ngay. Phải kiềm chế. Mặc dù bây giờ mình có thể xài huyết quỷ thuật của những cái tên trong thập nhị quỷ, thế nhưng mà có một cái nhược điểm là mình phải liên tục bổ sung máu, hoặc là mình ăn uống theo một cái chế độ nó không được healthy cho lắm, bằng cách ăn những cái thợ sơn quỷ giống như vậy. Mình thì không muốn bị thao hóa đâu, mình sẽ cố gắng kiềm chế mới được. Hy vọng là mình sẽ sớm có một cái kèo nào đó với chú quỷ Muzan bằng sức mạnh ác quỷ của mình. Hôm nay thì mình chỉ mới đánh với hắn có một tí thôi, thì mặt trời đã thiêu rụi hắn rồi. Và có một chuyện buồn hơn nữa là mặc dù đây là cái nơi ở gắn bó mình từ đầu tới giờ, nhưng mà bây giờ mình vào nhà thì những trụ cột mà mình dắt về đã xa lánh mình rồi. Khá là buồn luôn. Nhưng mà không sao, mình sẽ sớm hết tao hóa và kiểu như lại gắn kết với các trụ cột thôi. Hy vọng là vậy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.